chúng ta hãy thử nghe xem cái tiếng màn chập của hai chiếc Sony Alpha A7 và A7R. Các bạn nghe xem chiếc nào là chiếc nào. Tất cả đều để ở một tốc độ giống nhau, 1/400 giây. Nghe lại lần nữa nha. Khác nhau đúng không? Rồi, xin chào các bạn đã trở lại với chuyên mục camera tinh tế. Trên tay tôi là hai chiếc máy ảnh Sony Alpha A7R và Sony Alpha A7. Chúng ta cũng biết rằng là tinh tế đã có một bài trên tay chiếc Sony A7 và bây giờ chúng ta đã có hai chiếc. Như vậy thì đâu là những cái điểm giống và điểm khác nhau của hai chiếc máy này? R được hiểu rằng là chữ resolution, tức là nó sẽ có độ phân giải khác, và trong trường hợp này thì chiếc A7R có độ phân giải là 36 megapixel, trong khi chiếc A7 không có chữ R có độ phân giải là 24 megapixel. Còn gì khác nhau nữa không? Như các bạn đã thấy trong cái phần đầu tiên tôi vừa mới bấm cho các bạn, đó là hai cái tiếng cửa chập khác nhau đó. Mà trong khi chiếc A7R có một cái cửa chập tương đối dài hơn, nó nghe nó tiếng lạch sạch, còn trong khi chiếc A7 thì nó có tiếng sạch. Đó là một cái sự khác biệt, đó là vì chiếc này có cái màn chập nửa điện tử, có nghĩa là cái phần first curtain là cái màn chập trước, đó là điện tử, và sau đó là màn chập cơ, vì vậy cho đến tiếng động nó sẽ ngắn và nhỏ hơn. Còn chiếc này, cả cái cửa chập trước cũng như là cửa mở cũng như cửa đóng đều là cơ, và như vậy cái tiếng nó dài hơn. Một cái điểm nữa mà chúng ta cũng có thể nhận ra được ở trong cái spec của hai chiếc này, đó là cái chiếc A7 thì có cái lấy nét tự động là lấy nét kép, trong cái chiếc này là lấy nét theo cái contrast. Tuy nhiên thì tôi chưa làm một cái đánh giá thật là chi tiết một cái nào nhanh hơn. Tuy nhiên thì trên thế giới thì họ lại thấy rằng là chiếc A7R thì có một cái độ lấy nét hơi nhanh hơn và chính xác hơn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ xem xét vấn đề này sau. Các bạn cũng có thấy là với một cái giá tương đối là khác nhau, trước chiếc A7 có giá là 1.699 đô thân, hoặc là nếu mà bán kèm ống kính thì là khoảng 2.000 đô, trong cái chiếc này chỉ có một lựa chọn, đó là chúng ta mua cái máy body only với giá là 2.300. Như vậy là cái sự khác biệt về giá tương đối là cũng rộng. Chúng ta biết rằng là lựa chọn cho máy ảnh Alpha là một lựa chọn rất là thú vị, với một cái kiểu dáng cũng như là một cái chất lượng hình cũng như là một cái thao tác sử dụng rất là hay, và nhiều bạn cũng rất là cân nhắc giữa việc là sử dụng những cái máy full frame khác như Canon, Nikon hay là Sony Alpha. Tuy nhiên thì giả định rằng là các bạn đã đi đến cái quyết định cuối cùng là chọn Alpha cho mình, thì đâu là cái sự khác biệt? Có sự khác biệt về độ phân giải. Cái độ phân giải cao hơn nó sẽ cho chúng ta một cái khả năng in rất lớn, khả năng crop rất tốt, nhưng cộng với cái nhược điểm đó là nó ăn đúng rất là ghê, và xử lý nó cần có một cái chip khá mạnh cho máy tính để khỏi bị quá chậm trễ. Còn chiếc 24 thực ra là cũng với một cái độ phân giải như vậy cũng tương đối là đầy đủ cho chúng ta sử dụng trong cái nhu cầu hàng ngày, và nếu như các bạn có một cái ngân sách tương đối phải cân nhắc một chút thì các bạn cũng có thể mua thêm một cái ống kính nữa với số tiền chỉ tương đương với cái body của A7R. Trong cái bài viết này thì tôi sẽ viết chi tiết hơn một số những cái gọi là ưu điểm cũng như là những cái mặt mạnh cũng như là của hay là chưa mạnh lắm của hai chiếc này. Chúng ta hãy theo dõi trong cái bài viết ở chuyên mục camera tinh tế. Xin chào các bạn và chúc các bạn có được lựa chọn cuối cùng, có R hay là không có R.